Chào mừng các em đến kênh Hải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Hải sẽ dẫn các em toán lớp 7 sách cánh diều nha. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, công khai quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để Hải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình xem bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 4 làm giàu bất lực, chương 2 sách cánh diều. Như là hôm trước mình học tiết số 1 nha. Em nào chưa xem tiết số 1 thì các em có thể vào kênh Hải Liêm. Các em vào danh sách phát toán lớp 7 cánh diều các em xem nha. Giờ hôm nay mình sẽ học bài số 4 làm tròn ước lượng, tiết số 2 phần bài tập. Câu số 1 làm tròn số 98.176.244 với độ chính xác là 5.000. Giờ hãy sẽ làm câu số 1. Như vậy người ta kêu làm tròn đến độ chính xác 5.000, có nghĩa là làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn, đúng không? Làm tròn số với độ chính xác 5.000, tức là làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn và chín mươi tám chia 176.244 gần bằng. Làm tròn có nghĩa là mình sẽ gần bằng chứ không là bằng, đúng không? Làm tròn đến hàng chục nghìn, mình sẽ quan sát hàng chục nghìn là số nào. Hàng chục nghìn là số 7, mình nhìn bên phải số 7 là số 6, 6 lớn 5 lên trên. Làm tròn lên là hàm số 8, như là 9818. Giờ bốn số còn lại là bốn số 0, đúng không? Có nghĩa là 98 triệu 170 180 nghìn, đúng không? Hàng chục nghìn ở đây là số 7. Nhưng bên phải số 7 là số 6. 6 lớn 5 nên làm tròn lên thành số 8. Và bốn số này sẽ biến thành bốn số 0. Có nghĩa là 98 triệu 180 nghìn. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 thì người ta kêu mình làm tròn số 4,76908 với độ chính xác là 0,5. Như vậy làm tròn đến độ chính xác 0,5 có nghĩa làm tròn đến hàng đơn vị, đúng không? Như vậy câu số 2 các em trả lời như sau. Câu 2. Làm tròn số với độ chính xác là 0,5. Độ chính xác 0,5. Tức là làm tròn đến chữ số hàng đơn vị. Hàng đơn vị, đúng nè. Giờ như là 4,76908 gần bằng. Giờ hàng đơn vị ở đây là số 4, đúng không? Nhưng bên phải số 4 sẽ là số 7. Số 7 lớn hơn 5 nên làm tròn số 4 thành số 5. Giờ những số phía sau số 7 thì bỏ, đúng không?
Như kết quả sẽ là số 5. Đúng rồi. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B thì mình sẽ kêu người ta kim làm tròn số âm 4,76908 với độ chính xác là 0,005. Đúng rồi. Như mình trả lời tương tự nha. Không phẩy không không năm, không phẩy không năm, làm tròn số với độ chính xác 0,05, tức là làm tròn đến hàng hàng phần 10, đúng không? Khi người ta kêu mình làm tròn với độ chính xác là 0,05, tức là làm tròn đến chữ số hàng phần 10 nha. Như vậy là âm 4,7 6908 sẽ gần vào. Như dấu âm mình sẽ viết lại. Làm tròn đến hàng phần 10, hàng phần 10 là số 7. Nhân bên phải số 7 là số 6, 6 lớn hơn 5 nên đẩy số 7 lên thành số 8. Có nghĩa là âm 4,8. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống Khải? Các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm được. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 thì người ta kêu mình sử dụng máy tính cầm tay giờ để tính giờ quý mỗi số sao dưới dạng số hợp phân vô hạn tuần hoàn hoặc là không tuần hoàn. Giờ hãy sẽ làm câu A trước nha. Chứa hết 17 phần 3 sẽ bằng bao nhiêu? 17 phần 3. Có lẽ mình sẽ lấy 17 chia 3 sẽ bằng bao nhiêu nhé. 17 chia 3 thì sẽ được là 5 phẩy chu kỳ 6. Như vậy đây là một con số hợp phần vô hạn tuần hoàn, đúng không? 5 phẩy chu kỳ 6. Tiếp theo là âm 25 phần 7. Bạn. Giờ dấu âm mình sẽ viết lại nhé. 25 chia 7 thì được bao nhiêu? Như vậy kết quả là âm 3 phẩy chu kỳ là 571428. Đúng này. Đây là một con số hợp phân vô hạn tuần hoàn. Tiếp theo là căn bậc 2 của 5. Sẽ bằng bao nhiêu? Hai phẩy hai ba sáu. Giờ đây là một con số hợp phân vô hạn không tuần hoàn, đúng không? Vì mình sẽ viết ba số phần hợp phân cho ba chấm là được, đúng không? Giờ tiếp theo là âm căn bậc 2 của 19. Số âm căn bậc 2 của 19 sẽ bằng căn bậc 2 của 19 sẽ bằng bao nhiêu? Như dấu âm viết lại nhé, 4,3588 300, đúng này. Đây là một con số hợp phân vô hạn không tuần hoàn. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số B. Câu B.
Câu B người ta kêu làm tròn số âm các mặt 2 của 19 với độ chính xác là 0,05. Làm tròn đến độ chính xác 0,05 có nghĩa làm tròn đến 2 phần 10. Đúng này. Giờ mình sẽ làm câu B. Làm tròn số với độ chính xác 0,05 tức là làm tròn số đến hàng phần 10. Đúng này. Như vậy là âm căn bậc 2 của 19 gần bằng. Như vậy ở đây làm tròn đến hàng phần 10. Hàng phần 10 đây là số 3. Nhân bên phải của số 3 là số 5. 5 sẽ bằng 5. Nên mình sẽ làm tròn số 3 này thành số 4. Những số phía sau bỏ đi. Như là âm 4,4. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống Khải, các em có thể bấm khích video, Khải biết các em làm đúng. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Áp dụng quy tắc làm tròn để ước lượng kết quả của một phép tính sau. Giờ thầy sẽ làm câu số 4. Giờ mình sẽ làm câu A trước nha. Như vậy là âm 28,29 cộng cho âm 11,91 giờ gần bằng. Ước lượng có nghĩa là mình sẽ làm để dấu gần bằng. Như vậy mình sẽ làm tròn số này đến hàng phần 10 nha. Đúng này. Như vậy là âm 28 phẩy hàng phần 10 là số 2, nhưng bên phải số 2 là số 9, nên mình sẽ làm tròn lên thành số 3 luôn. Như là âm 28,7. Đúng này. Cộng. Giờ số này mình cũng làm tròn đến hàng phần 10. Hàng phần 10 đây là số 9, nhưng bên phải số 9 là số 1. 1 nhỏ 5 mình bỏ đi, như là âm 11,9. Đúng này. Giờ như là cộng hai số âm thì mình sẽ giữ nguyên dấu âm. Mình sẽ lấy số cộng số nha. Mình sẽ nhận, mình sẽ lấy hàng phần 10 cộng hàng phần 10. 3 cộng 9 là 12, viết 2 nhớ 1. Chứ phải viết lại. Hàng đơn vị 8 cộng 1 là 9, khi 1 là 10, viết 0 nhớ 1. Hàng trăm, hàng chục, 2 cộng 1 là 3, khi 1 là 4. Kết quả là âm 40,2. Đúng này. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ tiếp theo là câu B 43,91 trừ cho 4,49 gần bằng. Giờ mình sẽ làm tròn đến hàng phần 10 luôn nha. Hàng phần 10 đây là số 9, bên phải là số 9, số 1 bỏ luôn. Kết quả là 43,9. Giờ làm tròn đến hàng phần 10, đây là số 4, bên phải số 4 là số 9. 9 lớn 5, làm tròn hàm số 5 ở đây là âm trừ 4,5. Giờ mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng phần 10 trừ hàng phần 10, 9 trừ 5 được 4, viết số 4 dấu phẩy. Hàng đơn vị 3 trừ 4 không được, mình sẽ lấy 13 trừ 4 được 9, viết 9 dấu 1. Hàng chục 4 trừ 1 nhớ cộng 3, kết quả là 39,4. Câu C 60,49 nhân cho âm 19,51 gần bằng.
Giờ ở đây thì các em có thể làm tròn đến hàng phần 10 hoặc là các em làm tròn đến hàng đơn vị luôn. Vì làm tròn đến hàng đơn vị thì mình sẽ dễ nhập hơn, đúng không? Còn nếu mà làm tròn đến hàng phần 10 là khó nhất, là khó nhập nhé. Giờ 60,49 mình sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Hàng đơn vị đây là số 0 bên phải số 04, bỏ luôn, kết quả là 60. Giống nhau viết lại. Rồi, âm 19, hàng đơn vị đây là số 9, nhìn bên phải số 9 là số 5. Nên làm tròn lên đây là sành số 10, có nghĩa là âm 20. Giờ số này nhẩm được nè, đúng không? 6 nhân chưa? Dấu âm viết lại, 6 nhân hay là 12? Hai số 0 viết lại. Đúng không? Như kết quả là âm 1200. Đúng không? Như mình sẽ làm tròn, mình sẽ nhẩm như vậy nó sẽ rất là dễ. Như giờ mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 có em nào có kết quả giống khai? Các em có thể bấm hết video hay biết các em làm được. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 5. Các nhà khoa học tính được vận tốc ánh sáng là 299 triệu 792.458 mét trên giây. Để dễ nhớ thì người ta nói vận tốc ánh sáng là 300 triệu mét trên giây. Số liệu đó được làm tròn đến hàng nè. Như vậy là số này thì rất là lẻ, khó nhớ lắm. Nhưng mà khi người ta làm tròn thành 300 triệu mét trên giây thì rất là dễ nhớ, đúng không? Như vậy mình xem số này được làm tròn đến hàng nè. Thầy sẽ làm câu số này. Giờ mình sẽ quan sát như vậy ở đây là hàng nào. Thì mình thấy ở đây là số 9 này. Như vậy là số 9 này mình thấy người ta làm tròn lên thành số 0, có nghĩa làm tròn thành số 10, đúng không? Như vậy là hàng này chính là hàng hàng triệu, đúng không? Làm tròn đến hàng triệu thì sẽ thành số 0. Nếu người ta làm tròn đến hàng trăm nghìn, số 7 sẽ biến thành số 8, không? Đúng không? Trong đây là số 0, chúng mình là số 8 thì chắc chắn là làm tròn đến hàng triệu nha. Như mình trả lời như là số liệu đó đã được làm tròn đến hàng triệu. Đúng. Giờ như là mình xong câu số 5 nhé. Giờ câu số 5 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết các em làm đâu. Như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì hiệu, bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video cho bạn bè cùng lớp và các bạn bè hàng xóm nha. Càng nhiều bạn xem càng vui. Và em này chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.